Xin chào các bạn, ở video này thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một kiểu dữ liệu rất là hay trong Java. Đó là kiểu dữ liệu Big Decimal. Thì kiểu dữ liệu này nó cũng dùng để tính toán, nhưng mà nó hay hơn so với kiểu dữ liệu Double hay là kiểu Float. Đó là nó không bao giờ bị làm tròn đó. Còn kiểu dữ liệu Double hay là Float thì nó sẽ bị làm tròn sau khi các bạn tính toán nhiều lần đó. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh là cái kiểu dữ liệu double này nó sẽ bị làm tròn khi các bạn tính toán nhiều lần nhá. Mình sẽ double này, cái biến tên là a này, mình cho nó bằng 1.12 chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ khai báo thêm cái biến sum nữa đó. Và bây giờ mình sẽ cho sum bằng a này cộng khoảng độ 100 lần xem nhá. Mình sẽ for này. Y bằng 0, y bé hơn nhá. Rồi sum sẽ bằng nhá. Sum cộng với a. Và sau ngoài vòng for thì mình sẽ in ra cái giá trị của sum nhá. Rồi mình chạy thử này. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy là gì ạ? Cái biến của mình nó đã bị làm tròn đúng không? Thì cái điều này là một điều rất là tối kỵ đối với các ngành ngân hàng nhá. Đó, khi mà mình tính toán cái tiền cho khách hàng mà nó bị làm tròn lên hay làm tròn xuống là không được rồi đúng không? Thì bây giờ thay vì mình dùng kiểu dữ liệu double thì mình sẽ dùng một kiểu dữ liệu đó chính là Big Decimal nhá. Thì bây giờ mọi người cùng xem là nó có sự khác biệt như nào. Bây giờ mình sẽ new một cái Big Decimal này, để tên nó là a này, sẽ bằng new Big Decimal. Bây giờ mình sẽ chuyển cái giá trị số ở đây, nhưng mà nó là kiểu string nhá, 1.12 đúng không? Đó. Và bây giờ mình cũng khai báo thêm cái biến sum nữa, cũng là kiểu Big Decimal nhá, sẽ bằng new Big Decimal. Ở đây mình sẽ chuyển là 0 đúng không ạ? Cái kiểu dữ liệu này nó hơi khác một chút nhá, cái khai báo nó hơi khác một chút so với những kiểu dữ liệu khác. Bây giờ tương tự mình cũng cho nó cộng khoảng độ 100 lần đi, thì sao sum sẽ bằng sum chấm chấm add nhé. Ở đây nó không có cái cộng trừ nhân chia đâu, mà thay vì cộng thì nó sẽ là add, trừ thì nó sẽ là sub, nhân sẽ là multi, còn chia sẽ là div nhá, divide đấy. Đó, các bạn sẽ tìm hiểu thêm nhé. Đây mình sẽ in ra cái kết quả là sum. Ok, mình xếp lại chạy thử. Thì các bạn có thể thấy là gì ạ? Nó không bị làm tròn đúng không? Bây giờ mình thử cộng lên khoảng độ 10.100.000 lần đi. Đó, chạy lại này. Thì nó cũng không bị làm tròn đúng không ạ? Đó, thì kiểu dữ liệu này nó sẽ hay được dùng cho những công ty lớn khi mà mình tính toán những cái giá trị rất là lớn, tính toán rất là nhiều lần. Mong video này sẽ giúp được cho những bạn nào đang học lập trình Java. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.